rồi, cả nhà. Rồi, năm mới sắp tới thì bắt đầu, bây giờ là bắt đầu sau một cái thời gian mà làm xe khách rất là mệt mỏi, thì bắt đầu là biệt đội nhân viên của kỹ sản bắt đầu là xử lý tất cả toàn bộ xe của nhân viên trong nhà. Thì ở nhà là chỉ sử dụng cây nhà lá vườn, chỉ cần một đống mấy cái chai này thôi là đã có thể vệ sinh được hết. Cứ cứ dưỡng nhựa nhám, rồi dưỡng nhựa bóng, rồi vệ sinh máy, dưỡng sên, rửa lọc gió, rồi thế là xong. Rồi bây giờ bắt đầu là tới cái phần đầu tiên, đó là phần rửa sên. Rồi xe thường là quy củ là cứ một năm nhân viên có được rửa xe một lần. Nhiều người sẽ hỏi là vì sao xe nhân viên nó ở giờ vậy mà làm xe cho khách làm sao mà đẹp được. Nói tại vì có thời gian để mà làm xe cho nó đâu, nó toàn làm xe cho khách không à. Vậy nên xe nó một năm chỉ được sạch có một ngày thôi, còn lại là phải dơ được đủ 385 ngàn. Rồi thì cái chai wow này được cái lợi mạnh mẽ là nó tẩy dầu nhớt thứ rất là ghê, rất là nhanh. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần xịt, nó thường là chúng ta sẽ có mấy cái dưỡng sơn mà nó hay dính lên gác chân mà chống nghiêng chống đứng ABCD các kiểu á, thì nhiều khi mà chúng ta chùi không mà phải lấy dầu hôi chùi nó rất là khó ra. Nhưng mà với cái chuyện là chúng ta chỉ cần xịt lên sơ thôi là một hồi nó tự động cái phân rã dùng nước áp lực mạnh. Thì bữa nay cái giò nước áp lực mạnh nó bị hư rồi nên sẽ chỉ xài cái giò nước xịt nhẹ thôi, nên anh nhân viên anh sẽ là thêm cái động tác nữa là dùng cái bàn chải để chà sơn, và tuyệt đối là không có nổ máng nha. Đó mấy bạn thấy không, thì khi mà mua một cái chai wow này sẽ được tặng cái bàn chải, nên chúng ta không cần phải lo đi mua cái bàn chải đâu hết. Ở đây là chiếc xe mà nãy là mẹ nhân viên kia đã bán rửa trước rồi đó. Sau khi mà rửa xong cái thể sơn nó rất là sạch sẽ và không có một miếng dơ luôn á. Nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta khi mà chúng ta rửa sơn xong á, đó chính là chúng ta phải dưỡng sơn liền. Chúng ta mà không dưỡng sơn á là nó sẽ rất là dơ. Cho xin miếng giấy rồi để mà che sụt sơn lại. Thì thường khi mà chúng ta dưỡng ngôi sợi sơn, chúng ta nhất định là chúng ta phải che chắn. Tại vì khi mà chúng ta xịt vô trong mà lỡ mà nó dính vô trong cái mâm á thì nó sẽ bị khó ra thôi. Đó, thí dụ chẳng hạn như tôi chỉ để miếng giấy bìa dưới đây thôi. Một tay tôi bắt đầu tôi xoay được rồi, để anh mình rồi. Đó, một tay cái này là mình tự làm tại nhà ha. Đó, một tay tôi xoay, một tay tôi xịt. Đó, tôi cứ xịt vậy nè. Xịt này là đầu tiên là xịt mặt ngoài để cho nó có cái lớp dưỡng mặt ngoài, xong bắt đầu tôi xịt vô trong cái kẽ của nó. Đó. Rồi dừng lại đấy. Sau khi mà chúng ta đã xịt xong rồi, bắt đầu sợi sơn nó đã có cái lớp dưỡng này, như các bạn sẽ thấy ha. Đó nó có lớp dưỡng rồi thì chúng ta chỉ việc là để yên cho nó ráo thôi là ok. Đó, thường là sau khi xịt sơn nên tốt nhất là nên để cho nó khoảng 5-7 phút vậy, để cho nên cái độ keo nó ra tiếp xúc không khí á, nó khô trở lại. Thì đó là cái phần cái khâu rửa sơn với xịt sơn. Rồi thì sau khi mà chúng ta rửa sơn xịt sơn nữa thì là xem như là với hai chai chúng ta đã xong hai cái công đoạn đầu tiên của cái phần ăn cái bữa đó. Sau này phải khô rồi. Với những cái dàn áo bóng thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu xài tới những cái sản phẩm của Chewin này ha. Các bạn có chú ý ha, Chewin này mình xịt tới đâu là họ nó sẽ bóng lên tới đó liền luôn. Còn bánh thì mình hiểu. Đó, chai Win này là chai để dưỡng. Thường là sau khi mình xịt xong mình sẽ lau sơ bằng một cái khăn. Đó. Và trước khi và sau khi mình xịt mình lau là bạn sẽ thấy không, nó sẽ rất là bóng lượng. Đó là dành cho dàn nhựa bóng. Đó, chai Win này cực kỳ lợi hại. Thường á, cái sản phẩm này mà tôi bán nhiều nhất á là dành cho mấy người mà chuyên tân trang xe, hoặc là mấy người mà mua bán xe á. Mua mấy cái chai này về đổ thành tốt công là chỉ xịt cái là nó dưỡng màu lại hết là sẽ rất là đẹp. Rồi bắt đầu tới là chai Matte nè. Chai Matte này thì tôi xài á, vừa xài được cho dàn mũ nhám nè. Mà thấy dàn mũ nhám nó đang sạm, nó đang mờ, cái màu nó rất là tệ. Thì tôi chỉ cần xịt nó lên thôi. Đó, như các bạn thấy tôi xịt nó lên thôi. Đó, tôi xịt dưỡng nó, xịt dưỡng nó lên. Cái này nó không có ăn hại bất cứ thứ gì nha. Cái này nó giống như là cái kem dưỡng vậy đó. Cái dạng kem dưỡng để cho cái dạng áo mình đó. Sau khi mà mình xịt lên, bây giờ mình nhìn nó rất là bóng láng.
cái màu sắc nó lấy lại cho mình rất là đẹp. Chẳng hạn như bắt đầu trên cái phần dàn đầu này đi, bạn quay ra phần dàn đầu xe. Đây dàn đầu xe này nó đang, hiện giờ nó đang mờ, nó xịn. Dàn sân bóng mà chúng ta vệ sinh nó xong mà chúng ta không có một cái gì nó, chẳng hạn như đây là bây giờ sau khi mình đâm nó vẫn cứ mờ vậy nè. Bắt đầu khi mình dưỡng bóng lên nè, đó mấy bạn sẽ thấy cái hiệu ứng khác liền luôn. Sau khi mình xịt bóng xong mình lau sạch lại là nó bóng lửa, đó bóng sáng là thấy mặt luôn, sáng lưỡng liền. Đó là chính là những cái công dụng của cái chai Win, những chai Matte này cực kỳ hiệu quả cho những ai mà thích bùa xe hay là thích dọn xe mà dịp Tết mà tự ở nhà tự làm nó sướng thôi chứ cần gì phải đi ra ngoài. Rồi bắt đầu sau khi mà những cái vết bẩn mà cứng đầu mà từ sơn các thứ gì đó được rửa sạch á, thì bắt đầu nó sẽ bắt đầu tới những cái vết bẩn mà trên máy móc, những cái gì đó mà nó dính trên nhôm lâu ngày khó rửa. Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tới cái chai Iron Clear này. Chai Iron Clear này thì giá rất là rẻ mà sử dụng nó lại lâu nữa, tại vì nó dạng dò xịt này. Thì với những chi tiết mà máy mà nó dơ quá bằng nhôm hay gì, chúng ta chỉ việc là xịt lên. Đó, chúng ta xịt lên này nè. Đấy. Xịt lên. Để cho nó khoảng vài phút. Sau đó chúng ta sẽ chà lại thôi là sẽ sạch sẽ. Cái chai này xài rất là tiện nha. Một chai này thậm chí nếu mà mình ở đây mà mình rửa xe cho khách, rửa xe cho mình một chai nữa, khi mình rửa máy cả vài ba chục cục máy các thứ vẫn chưa xin nha. Rồi rửa đi con. Con đưa bàn chải chi con. Đúng rồi. Trời vô ơi. Rửa đi để cha rửa chi con. Tính mới mà. Trời ơi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy con? Đó, cho mấy bạn chà rửa cho mấy cái tội phật cho coi. Rồi thì trong lúc nó chờ bắt đầu mình quay tổng quát chiếc xe này. Thì chiếc xe này là một chiếc xe, nếu mà nói về một cái mặt tổng thể thì nhìn nó là nó nát nhất trong đội. Xe này nói chung là đồ thập cẩm lai, nó gắn cái gì nó cũng gắn, nhưng mà được cái là gắn cũng đồ xịn. Đồng hồ Casio này là từ khoảng chừng 10 năm về trước á, là này là tôi tặng cho nó nè. Tới nỗi bây giờ cái mặt đồng hồ nó cũng tả luôn rồi đó. Hàng Mỹ đàng hoàng. Rồi tới cái cây trợ lực Hyper Pro này cũng là một trong những cây trợ lực đầu tiên mà tôi xài, giờ tôi cũng tặng nó luôn. Má, trên xe này toàn đồ tặng không trời. Vừa tặng vừa bán vừa cho hả? Đúng rồi. Vừa tặng vừa bán vừa cho. Rồi tới cái đĩa thắng gấp phơ trước đây luôn, hình như đĩa thắng xịn gấp phơ này hình như tôi cũng tặng luôn. Ồ, con heo hình như là không được tặng thôi. Đó, đĩa thắng gấp phơ tặng. Rồi nội công thì trái 65 hay 67 hay 70 gì đó. Nói chung là chạy máu lắm nhưng mà tôi rủ nó không dám chạy chung. Đó, đó nào quay qua mặt đó nè. Đó, này là Hoang là cửa hàng trưởng. Đó, cửa hàng trưởng của tiệm. Nó xài cái bô của GATR, có nghĩa là Yamaha, của chính hãng Yamaha. Rồi bắt đầu qua tới xe của thằng lính mới toàn tan mà mới năm ngoái thôi. Tuy là lính mới nhưng mà độ mà tiền ngu vô thì cũng rất là nhiều rồi. Thì sau một cái pha quá hết gần đây thì anh đã tốn 100 triệu cho pha quá hết, là anh quyết định là chơi cho hết mạng luôn. Thì sau khi ổn xuôi 100 triệu thì anh cũng vô một số thứ như là y chang, nói chung là này nó bắt chước kia đó, cũng Casio nhưng mà nhìn có vẻ mới mẻ hơn, tới cũng Hyper Pro rồi SC rồi thùng các kiểu. Rồi nói chung nguyên band này nó có cái bài giống nhau, nhìn nó cũng ná nhau. Đó, chiếc này thì nội công chắc nhẹ hơn tí, chắc cỡ 60-62 gì đó. 62 dinh đôn hả? Ồ, 62 dinh đôn kết lớn rồi mâm rồi tá lả bùa bọc các kiểu. Rồi bắt đầu tới cái con nghe đâu là mạnh nhất hả? 70 hả? Chùm cuối 65. Rồi con này thì 65 cũng một bài luôn. Nhà này có cái bài duy nhất thôi là cứ bài đồng hồ Casio rồi Hyper Pro rồi khẩu trái rồi đi mua chủ anh đến đi săn cơ không ạ? À? Nó không có đi FE. Thích vậy á, mấy này thích vậy, thích đi xăng cơ không à, chạy tốn xăng cho vui. Đó, cái này là cái chiếc này bảo đảm là mấy bạn sẽ ít khi nào mà thấy lắm. Ai mà có chú ý sẽ từng thấy chiếc này đã từng xè ra tà bao rất là nặng. Và đây bây giờ tôi sẽ cho mấy bạn coi cái người mà xè đó. Đó, đây là thằng quay phim nè. Quay phim là đang chạy con 70 nhưng mà sau cú xè đó thì bây giờ ảnh đã hết xè rồi, giờ bắt đầu tuyển qua thành viên mới. Đó, viên mới ha. Cái này Winner rồi lên đồng hồ Winner X. À, con này thì không đi Casio mà đi đồng hồ Winner X nè. Bắt đầu vô tới cũng chạy lịch Hyper Pro. Rồi mấy cái linh ta linh tinh. Đó, nhưng mà nói chung là
Đây là của một anh chàng khách hàng mà sau khi làm khách hàng đã chuyển thành luôn là bạn hàng thân thiết, và cuối cùng là bây giờ là anh em trong nhà luôn, và cũng đi tour luôn. À, nó chốt rồi. Rồi thì chỉ vậy thôi, một cái bữa dọn dẹp nhà cửa rồi rửa xe cuối năm của anh em trong tiệm, nói chung là toàn xe tụi nó mà còn xe tôi chưa tới lượt tôi rửa. Chào mọi người, hẹn gặp lại.